chỉ có ba gái thôi chứ cái thứ tư với thứ năm nó cũng là kiểu dạng chẳng nhắc mũi mà. Thì mình cứ chọn minh họa với những cái đấy. À, cho mấy cái ảnh xong anh cho mấy kiểu ý kiểu để lựa chọn khác này. Mà. Chuyện gì khác mà. Mày có cái tên mày có cái ảnh hình ảnh chạy chảy dịch mũi từ mũi xuống họng không? Kiểu đến kiểu người ta cũng không biết tới. Tạm nhỉ. Làm đến cái kinh nghiệm. Anh cứ cho tự trưng thôi. Trong chợ mấy cái kia thì tình trạng thì anh cho để chụp bên kia anh chắc 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 là cũng không không có trả bằng ảnh đâu. Anh ngủ gì vậy? Là học gì? Thank you.